toàn như con này vẫn chi nhỉ, không bằng con mồi trước của anh đâu. Không, nó lại chủ kìa mà. Cách thêm già lên nữa. Ơ bồi lên thôi. Ôi mày. Mày à? Chịu thương nhìn chim đâu nhưng mà con gì vừa bay qua. Hai làm được đấy. Thấy chủ nhân vào bách thanh vào bàn ché duy nhất anh mua con này tận đâu đây, còn ngãi đấy. Ui trời, chè cái lắng quá nhỉ. Không em, nắng đâu vào đấy. Chết đi. Mấy ở đéo nhảy. Hãy để đây về ăn cơm tí lên đấy. Dạ. Xong. Chết nhá. Làm gì có vẻ không chết. Nguyễn Văn Trắng nhận hàng nhá. Anh cứ rong rồi.